Bộ Nội vụ Nga ngày 30 tháng 5 thông báo, hai chỉ huy cấp cao của quân đội Ukraine bị đưa vào danh sách truy nã, gồm Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhnyi và Tư lệnh Lục quân Ukraine Alexander Syrsky. Ủy ban điều tra Nga cũng tiến hành điều tra ông Syrsky và Zaluny về cáo buộc nã pháo và sân thường và các cơ sở dân sự ở vùng Donbass, miền đông Ukraine. Vào cuối tháng 12 năm ngoái, Ủy ban điều tra Nga đã mở một vụ án hình sự nhằm vào ông Zaluny và các chỉ huy quân sự khác của Ukraine liên quan tới việc sử dụng các phương tiện và phương pháp chiến tranh bị cấm. Hàng tin Drya Novosti tuần trước dẫn lời một quan chức giấu tên của Nga cho hay, ông Zaluny bị thương ở đầu và có nhiều vết thương do bị các mảnh đạn đâm vào trong cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga hồi đầu tháng 5 nhằm vào một sở chỉ huy gần làng Posad, pokoroske gần Kherson. Ông Zaluni đã được sơ cứu ban đầu, sau đó được trực thăng đưa đến bệnh viện quân sự ở Kiev. Mức độ chấn thương của ông Zaluni có thể đồng nghĩa với việc ông sẽ không thể tiếp tục phục vụ trong quân đội, vị quan chức của Nga cho hay. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh ông Zaluni gần đây dường như không xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên, thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, Oleksiy Danilov, đã phản bác thông tin trên đồng thời cho biết ông Zaluni và các chỉ huy hàng đầu của Ukraine đã gặp tổng thống Volodymyr Zelensky vào ngày 24 tháng 5 để báo cáo tình hình chiến sự. Thông báo truy nã của Bộ Nội vụ Nga được đưa ra ngay sau khi Nga cáo buộc Ukraine tiến hành các vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào thủ đô Moscow và vùng lân cận trong ngày 30 tháng 5. Ngày 30 tháng 5, phát biểu tại triển lãm chuyên về kinh tế ứng nghiệm sáng tạo, Tổng thống Nga Putin cho biết NATO đã đánh lừa Nga bằng cách hứa hẹn không mở rộng khối liên minh về phía đông, cộng thêm vào đó là việc cố gắng lôi kéo Ukraine. Ông Putin nhấn mạnh, thay vào đó Ukraine dần dần chọn con đường khác là liên kết với NATO, tổ chức thù địch với Nga, được thành lập thuần túy chỉ để chống lại Liên Xô và Nga. Rồi vào năm 2008, khi không hề có bất kỳ dấu hiệu bên ngoài nào về căng thẳng quân sự chính trị. Họ tuyên bố sẽ gia nhập NATO, họ muốn làm thành viên của NATO. Và theo tôi, các nước phương Tây, các quốc gia trong liên minh ở Bucharest đã công bố tại hội nghị thượng đỉnh rằng cánh cửa gia nhập NATO rộng mở cho Ukraine. Chẳng những họ đánh lửa chúng tôi, hứa hẹn rằng NATO sẽ không chuyển động về phía đông, mà thực sự khối liên minh đã mở rộng đến tận Ukraine. Tổng thống Putin nói thêm, lực lượng vũ trang Nga buộc phải đáp trả, nước Nga buộc phải đáp trả cuộc chiến do chính quyền Ukraine gây ra ở Donbass bằng cách bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, giáng đòn vào lãnh thổ Ukraine nhưng bằng vũ khí tầm xa có độ chính xác cao, nhắm trúng mục tiêu là các chủ thể cơ sở hạ tầng quân sự hoặc các kho tàng chứa đạn dược. Trong khi đó, tướng Karen Reka, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Cộng hòa Xét CH cho biết, tại một hội nghị ở Quốc hội Xét ngày 29 tháng 5, rằng quân đội NATO phải thực hiện nhiệm vụ thiết yếu là chuẩn bị cho xung đột trực tiếp với Moscow. Ông Reka cho rằng NATO coi chiến tranh giữa Nga và khối này là trường hợp xấu nhất nhưng không phải là không thể xảy ra. Điều đó là có thể. Hiện Nga đang trên đường hướng tới một cuộc xung đột với liên minh này. NATO đang đầu tư mạnh vào chiến thắng của Ukraine. Tổng thư ký Jens Stoltenberg và hầu hết các nhà lãnh đạo quốc gia NATO, ngoại trừ thủ tướng Hungary Viktor Orbán và tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, đã nhiều lần nhấn mạnh ý định ủng hộ Kiev trong dài hạn. Mặc dù liên minh này cũng bị chỉ trích vì quá trình xây dựng xung quanh việc cung cấp vũ khí tiên tiến như tên lửa tầm xa, xe tăng và máy bay chiến đấu cho Ukraine. Kính thưa quý vị và các bạn, lực lượng bảo vệ tấn công, một phần trong sáng kiến của Bộ Nội vụ Ukraine để sau đó thành lập các lữ đoàn tấn công mới tinh nhuệ nhằm chuẩn bị cho cuộc phản công mà theo như thông báo của Kiev, từ lâu là sẽ đánh bật Nga khỏi lãnh thổ Ukraine một người lính ukraine có biệt hiệu genia cho biết hôm nay nhiệm vụ của chúng tôi là tập huấn và dọn sạch các chiến hào hoạt động này chỉ là một cuộc tập huấn nhưng kịch bản đã được thiết kế sao cho giống với thực tế nhất có thể chiến hào vẫn lầy lội dù nhiều tuần không có mưa và những người lính buộc phải đối mặt với những tình huống bất ngờ chẳng hạn như chăm sóc và sơ tán những người bị thương hoặc thích nghi với tình hình mới sau khi phải hứng chịu thương vong ngay cả khi các thành phố của ukraine Trải qua hàng loạt cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga, Genia và các thành viên khác của lực lượng bảo vệ tấn công vẫn không hề bối rối. Họ tập trung mô phỏng các kịch bản mà họ dự đoán sẽ xảy ra sau khi Kiev phát động cuộc phản công được mong đợi từ lâu. Cố vấn Tổng thống Ukraine Mikhail Podolyak tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với CNN rằng đã có một số công việc đang được tiến hành nhằm tăng cường tần suất pháo kích và lực lượng hỗ trợ hậu cần của Nga, nhằm giảm khả năng chiến đấu của họ trong tương lai gần cũng như nới lòng khả năng phòng thủ của họ. Các cuộc tấn công mà ông Podolyak đề cập thường được gọi là các hoạt động định hình chiến trường. Trong trường hợp này là nhằm tạo ra tình thế có lợi cho Ukraine trên chiến trường. Đây không phải lần đầu tiên hoạt động định hình chiến trường của Ukraine được thông báo. CNN đã báo cáo các hoạt động định hình chiến trường của Ukraine đã bắt đầu vào ngày 12 tháng 5. Thưa quý vị, cập nhật tình hình chiến sự tại Ukraine, Tổng thống Vladimir Putin vừa đưa ra xác nhận rằng lực lượng Nga đã giáng đòn tấn công vào trụ sở tình báo quân đội Ukraine. Trung tướng Igor Konashenkov, đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Nga ngày 30 tháng 5 cho biết, các lực lượng vũ trang Nga đã tấn công vào các trung tâm ra quyết định ở Ukraine, trong đó các cuộc tấn công đã được lên kế hoạch trên lãnh thổ nước này. Quan chức này cho biết thêm, các trung tâm bị phá hủy được sử dụng để lên kế hoạch tấn công khủng bố trên lãnh thổ Nga. Bộ quân sự lưu ý rằng, các cuộc tấn công đã được lên kế hoạch dưới sự lãnh đạo của các sĩ quan tình báo phương tây các trung tâm ra quyết định đã bị tấn công bằng việc sử dụng vũ khí tầm xa có độ chính xác cao bộ quốc phòng nga cho biết tất cả các cơ sở được chỉ định đã bị phá hủy cùng ngày tại cuộc triển lãm chuyên đề về kinh tế ứng nghiệm sáng tạo tổng thống nga putin cho biết chúng tôi đã nói về khả năng giáng đòn tấn công vào các trụ sở đầu não các trung tâm ra quyết định Hiển nhiên, trụ sở tình báo quân sự của Ukraine cũng thuộc loại này và đã bị tấn công. Tổng thống tuyên bố, mục tiêu cuối cùng của Kiev trong việc tấn công bừa bãi vào Moscow và các thành phố khác của Nga là kích động phản ứng từ Nga. Ông Putin nhận xét, họ đang kích động chúng tôi thực hiện các hành động. Chúng tôi sẽ xem những gì chúng tôi có thể làm về nó. Tuy nhiên, công dân Ukraine phải nhận ra những gì mà chính quyền đương nhiệm đang thúc đẩy. Ông tiếp tục nhận định rằng, các mối đe dọa nghiêm trọng nhất bao gồm nỗ lực liên tục của Kiev nhằm làm gián đoạn công việc của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, cũng như những nỗ lực tiềm mẩn nhằm sử dụng thiết bị hạt nhân bẩn. Mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã công bố thiệt hại về người và vũ khí của lực lượng vũ trang Ukraine sau một tháng giao tranh. Theo con số thống kê, các lực lượng Nga tiếp tục giáng hỏa lực hiệu quả vào đối phương. Chỉ riêng trong tháng này, Ukraine đã mất hơn 16.000 quân, 16 máy bay, năm trực thăng, 466 máy bay không người lái, hơn 400 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác. Ông Shoigu cũng cho biết, 196 rocket của hệ thống pháo phản lực phóng loạt cơ động cao HIMARS, 16 tên lửa HAM và 29 tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow của Ukraine đã bị đánh chặn và phá hủy trong một tháng qua. Trước đó, bên kia chiến tuyến, trong tuyên bố được đưa ra tại cuộc gặp với người đồng cấp Anh Ben Wallace, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov đã đánh giá rất cao hiệu quả tác chiến của tên lửa Storm Shadow do London viện trợ cho Kiev. Ông Reznikov nhấn mạnh, theo báo cáo của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, tất cả tên lửa Storm Shadow được chúng tôi phóng đi đều bay tới mục tiêu. Tỷ lệ đánh chúng là 100%. Phát biểu trên của ông Reznikov được cho là trái ngược với những tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga. Trung tướng Igor Konashenkov, Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga khẳng định, lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ nhiều tên lửa Storm Shadow của Ukraine. Được biết, theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, tổng cộng các lực lượng vũ trang Nga đã phá hủy 429 máy bay chiến đấu, 235 trực thăng, 4.357 máy bay không người lái, 424 hệ thống tên lửa đất đối không, 9.322 xe tăng và các phương tiện bọc thép chiến đấu khác, 1.100 hệ thống pháo phóng loạt, 4.924 pháo giã chiến và súng cối, cùng 10.506 phương tiện cơ giới quân sự đặc biệt của Ukraine kể từ khi xung đột bắt đầu nổ ra vào tháng 2 năm ngoái.